Hello, chào các bạn. Hello, chào các bà con. Hôm nay Thu Mệt sẽ chia sẻ cho các bạn và các bà con biết cách kỹ thuật mình trồng cây rau răm ha các bạn. Thì đây là cái bộ cây rau răm của mình. Đây nè, các bạn thấy không? Để mình trồng được cái bộ cây rau răm như thế này mà có một bộ rễ hoàn hảo như thế này, các bạn thấy không? Rất là đẹp, dễ thương không các bạn? Đó. Mà mình không cần phải tưới ha. Thí dụ như các bạn ở trong nhà các bạn có cái này mà các bạn cần ăn thì các bạn cứ cắt ra ăn thôi đó, mà mình không cần phải tưới một giọt nước nào hả các bạn ha. Đấy. Cho nên là như là một cái bình hoa đấy để trên bàn ăn rất là tiện lợi các bạn ha. Thì muốn nếu mà muốn làm như được như thế này á thì trước tiên các bạn chọn cho mình hai cái này ha. Cái này là cái hộp thách quay, cái hộp mà người ta bỏ đi đó các bạn. Người ta bán cho mình đồ ăn đồ uống xong rồi đem về mình thấy bỏ đi thùng rác cũng tiếc quá. Thì mình tái sử dụng lại cái này. Và một cái hộp nhỏ như thế này. Các bạn chồng lên vậy ha. Đó, rất là dễ thương. Rồi giờ làm như thế nào ha thì Thơ Mệt cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn xem ha. Cái phương pháp làm như thế nào để có mình cái bộ rau răm, cái cây rau răm trong nhà ha. Vừa làm trang trí cũng rất là đẹp, dễ thương ha các bạn ha. Đó. Để ngay bàn ăn như này, thí dụ mình cần ăn thì mình cứ bước ra mình ăn thôi. Thì mà mình ăn hoài hoài luôn nha các bạn, nó không có giờ nó chết đâu các bạn. Rồi giờ làm như thế nào ha thì mình Thu Mệt sẽ hướng dẫn cho các bạn xem ha. Tiên á, các bạn chọn cho mình một cái khoan ha. Thì cái khoan và một cái mũi khoan ha. Thì các bạn khoan cho mình vài mũi ở đây đi. Thí dụ như nhà mình không có khoan thì mình có thể xài cái mũi dao hoặc là bất cứ cái gì này mà các bạn vừa cái lỗ này ha. Các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, thì Thu Mệt. Rồi, còn đây là những cái cọng rau răm mà mình Thu Mệt cũng mới vừa bứt ở ngoài vườn vào ha. Chắc giờ thì các bạn bỏ hết mấy cái lá chân đi ha. Đó. Đẹp không? Đó. Bỏ hết. Đây, các bạn cắm đi, cắm hoa thôi. Đó. Các bạn cắm vô cái hoa, cắm hoa vậy thôi.
Bây giờ là mình cây rau răm của mình nó như thế này ha. Đó, nó rất là đẹp. Mà thưa mệt xin nói các bạn nha, tại sao không mệt phải làm như vậy ha. Thí dụ như mình kiếm hai cái này thì nó sát với nhau như này ha, nó đẩy lên. Đó, các bạn thấy không? Thì cái lúc mình bỏ vô đây ha, thì cây nó sẽ ra rễ. Và thí dụ như mình để ngoài cũng được, không sao. Cái cây này bây giờ các bạn cần để gần cửa sổ thôi. Để gần cửa sổ là có nắng hay là ánh sáng là nó tự nó sống thôi. Đem ra ngoài cũng được, cây này nó dễ sống lắm các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là kiếm cho mình hai cái hộp mà nó sát với nhau nha. Như vậy nè, nó khít với nhau nè. Thì cái mục đích là như thế nào? Thí dụ như con muỗi á, nó có xưa vô, nó có đẻ trứng rồi nó sinh ra lăng quăng, cái này cũng không không cũng không hay lắm. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà các bạn đừng có đổ nước nó quá cái hộp hộp, hộp nhỏ trên nha. Đổ vừa thôi. Đó, mình cứ chồng xuống vậy thôi là nó có ăn thôi. Đấy, cái này là trong vòng 3 ngày, một tuần lễ sau là nó sẽ ra rễ giống như cái cây này của tôi mệt ha. Đó, nó mới đầu nó héo héo vậy đó. Đây, bước kế tiếp nữa, thí dụ như các bạn cắt mỗi lần cắt ăn đi. Cắt ăn thì các bạn cứ bước ra là nó sẽ đâm tự ra tiếp bạn ha. Đó, thí dụ như các bạn cắt ăn nè, bẻ ra ăn thì nó sẽ đâm đâm tược từ mấy cái nắp này nè các bạn ha, nó sẽ đâm tược từ mấy cái nắp, nó đâm lên tiếp rồi mình ăn thôi. Và điều nữa, thí dụ như mà cái cây mà này á, mà cũng tôi mà xin chia sẻ ha, thí dụ lâu ngày rồi đó, cái cây mình á, nó cần thêm một miếng phân bón á, thì nếu mà các bạn ở Úc á, thì các bạn chọn cái này ha. Cái này thì một 10 ml thì các bạn pha ra cho mình 9 lít. Nhưng mà cái này thì khoảng cái này thì mình theo sư mệt nghĩ các bạn pha cho mình một giọt thôi, một giọt cái này thôi, tại vì cái hộp này nó cũng không không có chưa được nửa lít nữa các bạn ha. Thì các bạn pha cho mình cỡ một giọt hơn hai giọt gì thôi ha, không cần nhiều đâu, nó cho nó có thêm cái phân và dinh dưỡng để nó hút lên thôi. Nhưng mà rất là đẹp ha các bạn. Còn còn không ấy thì các bạn nhớ thay thay nước thường xuyên cho mình, thì cỡ một tuần các bạn thay nước cho nó một lần là có rau ăn sạch ăn này đó, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp dễ thương ha. Thôi mình cũng chia sẻ lại các bạn nè, thí dụ như các bạn không làm cái này ha, các bạn cắm này vô cũng được nè. Đó, các bạn cắm vô này vậy, cái cây rau răm vẫn sống, nó cũng rắn ra rễ đẹp ha. Nhưng mà nó không có cái điểm tựa các bạn ha, nó không có điểm tựa và nó cũng không được đẹp lắm, thấy không? Nó lên chùm chùm đó, nó không có được được đẹp ha. Nếu bạn cắm như thế này thì nó cũng lên, nó cũng ra rễ, nhưng mà nó không được đẹp bằng mình trang trí bằng cái kiểu này các bạn ha. Cái này các bạn chỉ có cách kiếm kiếm thêm một cái hộp nữa thôi ha. Nếu mà các bạn nào ở Úc thì các bạn mấy cái hộp này nhiều lắm đó. Các bạn cắm này vô cho nó cái điểm tựa, nó giữ lại nè. Cái lúc mình có thay nước đó, thì mình đổ này đi ha, rồi xong mình đổ nước vô thế thôi. Hoặc là cũng có thể là mình thay nước á, thì các bạn đổ trên này cũng ra, nó cũng ra hết ha. Đó, đổ trên này nữa nè, mình đổ thử cho các bạn xem, đó nó cũng ra hết ha, không cần phải không 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 cần phải dở lên đó, rồi mình tưới nước thẳng cho đây luôn cũng được ha, không cần phải tưới nhiều. Còn cái này mà sau khi mình cắt mình ăn mà cái cây nó ốm yếu lắm thì các bạn cho mình thêm một giọt hoặc hai giọt cái này của heo thịt. Cái này cũng là cái thằng này cũng là phân cá, phân nó chế ra thôi các bạn, thì cũng những cái chất bổ dưỡng để xịt trên lá đó các bạn, thì nó giúp cho lá thôi. Thì nếu mà các bạn nào ở Úc thì các bạn cũng nên mua cái loại phân này ha, thì cũng đơn giản lắm. Các bạn cho mở ra, các bạn cho nó một xịt đây, cho nó một giọt này thôi. Mình cho nhiều quá, hai giọt rồi, các bạn cho nó một giọt vậy thôi nha, tí xíu thôi nó ăn thôi, cho nó ăn nó bám vô rễ nó rút lên đó, vậy là đẹp rồi đó. Các bạn quá đẹp ha, đó đẹp quá đẹp mà, rất là đơn giản các bạn đó. Nhưng mà thì chắc cũng có nhiều người cũng không biết, cứ nghĩ cắm vô là nó lên thôi, nó lên vậy thôi, chứ người ta sau này cái rễ nó lên đạt lặt luôn á các bạn.
thì lúc đó mình người ta sẽ nhìn không không thấy được cái này trong này đâu. Nhưng mà mỗi lần thay nước mình cũng dễ ha, mình cứ chắc ra mình đổ ra mình thay, còn thiếu nước mình châm thêm đó, thì mình có rau mình ăn ngoài hoài các bạn. Thì cái cây này nói chung là các bạn á cũng để gần cạnh cửa sổ ha, hay trong chỗ nào có ánh sáng tí xíu đó, chứ không cần thiết mà phải đem ra ngoài đâu. Nếu mà đem ra ngoài cũng được, nó không nó nó chịu lạnh tốt các bạn. Thì các bạn trồng cái này, các bạn một lần các bạn trồng như thế này là các bạn ăn quanh năm. Thì các bạn nên nhớ lưu ý cho mình đó là thí dụ như mà hồi nãy tôi mệt cũng hướng dẫn, nếu các bạn nào Úc thì các bạn mua cái loại này lâu 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 thiệt lâu thôi, các bạn thích thì bạn nhỏ cho nó một giọt kia cho nó có chắc để nó hút đúc lên cái thân nuôi cái thân ha. Đó, cái này là dành cho rau củ quả ha các bạn. Thì mình cái này là để nó nuôi lá nè, thuốc này nó kích thích cho nuôi lá nuôi thân nè. Thì khi nào các bạn nào thì các bạn nên mua cái loại này, các bạn mua rồi các bạn xịt cho nó một giọt thôi vô cái chung này là đủ rồi, không cần nhiều nha các bạn. Tại vì nó một 10 ml thì các bạn cho được 9 lít rồi, nên một giọt là đủ rồi đó. Rồi các bạn cứ để cạnh bằng ăn vậy đó, rồi cần thì mình ăn thêm mình nhai, thích nếu bạn nào thích rau răm ha. Thì thôi cái video về trồng cái cây rau răm của Thu Mệt cũng đã dài rồi. Thu Mệt cũng xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau ha. Bye bye, xin chào tất cả các bạn. Bye bye.